Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các đoàn khách quốc tế tham dự Đại hội 11 Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ngài Jagannath Chapagen, Tổng Thư ký Hiệp hội Chữ Thập Đỏ Trang Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế và các đại biểu quốc tế tham dự Đại hội 11 Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chủ tịch nước vui mừng thông báo việc tổ chức thành công đại hội và đánh giá cao sự giúp đỡ tích cực hiệu quả của hiệp hội ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cùng các đối tác quốc tế đối với hội chữ thập đỏ việt nam và nhân dân việt nam ngài zakanat chopagen chúc mừng chủ tịch nước được bầu là chủ tịch danh dự hội chữ thập đỏ việt nam cùng thành công của đại hội tổng thư ký hiệp hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đảo quốc tế cũng đánh giá cao hội chữ thập đỏ việt nam đã nỗ lực chăm lo giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với người dân đồng thời là thành viên rất tích cực của hiệp hội Hiệp hội cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Ban thư ký ASEAN về triển khai nhiều hoạt động phong phú ở cấp cơ sở để đồng hành với chính phủ các nước nhằm thực hiện các hoạt động nhân đạo, qua đó chăm lo tốt nhất cho người dân. Các đại biểu quốc tế đều khẳng định Hội chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên tích cực trong Hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông Nam Á và mong muốn phối hợp chặt chẽ với Hội chữ thập đỏ Việt Nam để triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác ghi nhận ý kiến của các đại biểu quốc tế, chủ tịch nước đề nghị hội chữ thập đỏ các nước cũng như hội chữ thập đỏ Việt Nam hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung chương trình dự án và các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ hội chữ thập đỏ Việt Nam tham gia đóng góp tích cực hơn nữa cho phong trào quốc tế.